Bản tin bóng đá ngày 8 tháng 8. Bỏ quên Mbappé, Messi và Neymar khiến fan Paris Saint-Germain trầm trồ vì thông số khủng. Tottenham chiếm đỉnh bảng ngoại hạng Anh. Quang Hải được chấm điểm trung bình trong trận đấu đầu tiên đá chính ở League 2. Ronaldo lên Instagram đòi Ten Hag xếp đá chính. Chelsea thanh lý tiếp 6 cầu thủ. Bỏ quên Mbappé, Messi và Neymar khiến fan Paris Saint-Germain trầm trồ vì thông số khủng. Bộ đôi Messi và Neymar tiếp tục cho thấy sự ăn ý trên sân để giúp Paris Saint-Germain giành kết quả mỹ mãn tại vòng 1 Ligue 1 trong ngày Mbappé vắng mặt. Sau khi vắng mặt ở trận tranh siêu cúp Pháp, siêu sao Mbappé tiếp tục bị loại khỏi trận mở màn Ligue 1 của Paris Saint-Germain gặp Clermont đêm qua. Được biết, tiền đạo người Pháp đã gặp chấn thương háng, do vậy không đi cùng để góp mặt ở trận đấu này. Mặc dù thiếu vắng đi ngôi sao xuất sắc câu lạc bộ mùa trước, Paris Saint-Germain vẫn dễ dàng có được chiến thắng hủy diệt 5-0 trước chủ nhà Clermont nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi Messi và Neymar. El Buga tiếp tục trở thành trung tâm trong lối chơi tấn công rực lửa của Paris Saint-Germain, trong khi đàn em Neymar sắm vai người nhạc trưởng mẫu mực. Cụ thể, bộ đôi song sát từng khoác áo Barca đã ghi dấu vàng vào cả 5 bàn thắng của Paris Saint-Germain ở trận đấu này. Trong đó, họ cả hai pha phối hợp trực tiếp để chọc thủng màn lưới đối phương. Với Messi, anh tiếp tục thể hiện phong độ cao với thống kê sau trận cực khủng. Cụ thể, huyền thoại người Argentina có tới 11 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, tung ra 6 cú sút, 5 lần qua người thành công, 4 lần tạo cơ hội, 4 cú sút trúng đích, ghi được 2 bàn và 1 kiến tạo. Nổi bật trong số đó là bàn thắng kiểu xe đạp chống ngược ấn định tỷ số 5-0 cho Paris Saint-Germain. Trong khi đó, Neymar cũng không chịu kém cạnh người đàn anh. Anh là người trực tiếp ghi bàn mở tỷ số phút thứ 9 từ đường kiến tạo của Messi. Sau đó, Neymar tiếp tục thể hiện vai trò nhạc trưởng tuyệt vời trên sân với 3 pha kiến tạo thành bàn. Đáng chú ý, thành tích này giúp Neymar trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hat-trick kiến tạo cho Paris Saint-Germain trên mọi đấu trường. Ngoài ra, sau 7 lần chạm bóng, 6 đường truyền tạo cơ hội, 4 quả tạt, 2 pha qua người thành công, 3 cơ hội lớn được tạo ra, 2 cú sút trúng đích là những thống kê ấn tượng về màn thể hiện của Neymar trước Clermont. Anh cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Show diễn của Messi và Neymar đêm qua dường như khiến giới mộ điệu và tất cả các fan Paris Saint-Germain lãng quên mất rằng họ vẫn còn có một ngôi sao là Mbappé. Cặp đôi này thi đấu quá bùng nổ, có thể nói Clermont đã đại bại dưới chân của riêng Messi và Neymar. Sau trận đấu, rất nhiều trang uy tín đã ngã ngủ trước màn trình diễn của hai cựu sao Barca. Lần lượt Eurosport, Sportkedia, Who Score và Sofascore đều chấm điểm Neymar và Messi điểm tuyệt đối, đó là 10/10. Tottenham chiếm đỉnh bảng ngoại hạng Anh. Thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte thắng đậm Southampton 4-1 ở trận ra quân mùa giải. Tottenham là một trong những đội bóng hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng ngày nay, nhưng Conte không sử dụng bất kỳ tân binh nào. Ngược lại, Southampton có 3 gương mặt mới đội xuất phát gồm Gavin Bezunu, Chu Apro và Romeo Lavia. Đội chủ nhà nhập cuộc với ý đồ lên bóng từ hai cánh. Tuy nhiên, Southampton bất ngờ dẫn trước khi thủ quân James Ward-Prowse chọn đúng thời điểm rơi quả tạt của Moussa rồi thực hiện pha volley đập đất khiến Hugo Lloris bỏ tay. Đội khách thậm chí có thể gia tăng cách biệt nếu Adam Armstrong dứt điểm tốt hơn sau đó. Dù vậy, Tottenham không mất nhiều thời gian để gỡ hòa. Những quả tạt liên tục của họ phát huy hiệu quả. Dejan Kulusevski đưa bóng đến cột xa của Ryan Sessegnon bằng cách đánh đầu vào góc gần. Vài phút sau, đường phát bóng của Horvizos đặt Solomon vào vị trí thuận lợi nhưng tiền đạo người Quốc sút trúng người Bazunu. Nhưng các cầu động viên chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu. Ngay sau pha phạt góc tiếp theo, Eric Dier đón quả tạt tầm thấp của Son trước khi đánh đầu lấy bóng qua tầm với của Bazunu. Tâm lý hưng phấn, Tottenham tìm kiếm thêm bàn thắng để kết liễu đối thủ, nhưng sự xuất sắc của Bazunu ngăn họ làm điều đó. Sau khi cản cú sút xa của Ben Davis, thủ thành tân binh của Southampton tiếp tục chơi tốt khi từ chối pha dứt điểm cận thành của Harry Kane. Ngay sau giờ nghỉ, Sessegnon gần thứ hai đưa bóng vào lưới Southampton nhưng bị từ chối bởi lỗi việt vị. Sau đó, đến lượt Emerson Roya và Kulusevski bỏ lỡ. Nhưng khi các chân sút không thể tận dụng cơ hội, Tottenham hưởng lợi từ sai lầm của đối thủ, từ pha căng ngang của Roya. Mohamed Salisu lóng ngóng phản lưới dù không chịu áp lực từ bất kỳ cầu thủ chủ nhà nào. Đến lúc này, Southampton dường như đã tan vỡ trước sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Họ để Kulusevski thoải mái nhận đường chuyền của Roya trong vòng cấm và không khó để tuyển thủ Thụy Điển ghi bàn ấn định tỷ số bằng pha cứa lòng chân trái sở trường. Giành 3 điểm nhưng Tottenham xếp trên Bournemouth, Arsenal, Newcastle và Leeds nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở vòng 2, thầy trò Conte sẽ làm khách trên sân kình địch Chelsea vào ngày 14 tháng 8, còn Southampton tiếp Leeds trước đó một ngày. Quang Hải được chấm điểm trung bình trong trận đấu đầu tiên đã chính ở Leeds. Quang Hải nhận điểm trung bình từ trang SofaScore sau trận BFC hòa Dijon
ở vòng 2 League 2 mùa giải 22-23. Quang Hải được huấn luyện viên Tholos điền vào tên đội hình xuất phát của Bo FC trong cuộc tiếp đón Dijon rạng sáng ngày 7 tháng 8. Sau 68 phút có mặt trên sân, Quang Hải được trang SofaScore 6.7 điểm. Tuy nhiên, đây là số điểm thấp hơn số điểm trung bình của cả đội Bo FC là 6.91 điểm. Cầu thủ cao điểm nhất của Bo FC là thủ môn Alexander Oleron nhận được 8.2 điểm nhờ 5 pha cứu thua trong 90 phút. Hai cầu thủ có điểm số thấp nhất là Ceci Almeida và Mons Basomina đều được 6.5 điểm. Tiền đạo Gerger cũng chỉ có 6.6 điểm. Theo thống kê của SofaScore, Quang Hải có 22 lần chạm bóng vào trận này, một đường chuyền quyết định, hai đường chuyền ngang và một đường chuyền dài. Ngoài ra, tiền vệ 25 tuổi cũng có một cú sút nhưng không trúng đích, ba tình huống phạm lỗi và một pha cản phá. So với trận đấu gặp Guman, Quang Hải thực hiện khá nhiều đường chuyền hỏng. Trong những phút có mặt trên sân, Quang Hải có hai đoán đáng chú ý. Đầu tiên là pha ngã người tung móc táo bạo đưa bóng đi chệch khung thành của Dijon đầu hiệp 1. Thứ hai là tình huống Quang Hải cùng hai cầu thủ chân trái khác là Besana và Saivetri bật tường để xé toang trung lộ đội khách, mở ra cơ hội cho Bully. Tuy nhiên, tiền đạo này lại sút vọt xà ngang trong thế thuận lợi. Tình huống này Quang Hải tham gia với pha đánh gót điều nghệ cho Saivetri. Trong lần đầu tiên đá chính ở League 2, Quang Hải được giới chuyên môn nhận định vẫn còn thiếu tự tin. Anh còn rụt rè và không mạnh dạn cầm bóng lâu hơn. Bên cạnh đó, cũng phải nhìn nhận thực tế rằng các đồng đội vẫn chưa dành nhiều niềm tin cho tân binh đến từ Việt Nam. Trong nhiều tình huống đứng ở vị trí thuận lợi, Quang Hải dù chủ động xin bóng nhưng vẫn không được nhận sự phối hợp của các đồng đội. Dẫu vậy, với việc lần đầu tiên góp mặt trong đội hình xuất phát và thi đấu 70 phút, Quang Hải cũng có bước đệm quan trọng trong sự nghiệp. Đây sẽ là động lực lớn để anh tự tin hơn ở chặng đường sắp tới. Ronaldo lên Instagram đời Ten Hag xếp đá chính. Cristiano Ronaldo dường như đang gây áp lực lên huấn luyện viên Erik Ten Hag để anh có thể được đá chính khi Man United đối mặt với Brighton vào chủ nhật. Man United sẽ mở đầu mùa giải Premier League 2022-2023 bằng màn tiếp đón Brighton trên sân nhà Old Trafford. Trước cuộc đụng độ, Ten Hag đã phải chịu tổn thất lớn khi tiền đạo đang vào form Anthony Martial không thể ra sân do chấn thương. Điều này đặt ra áp lực buộc chiến lược gia người Hà Lan phải để Ronaldo ra sân ngay từ đầu. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã yêu cầu được ra đi trong cả mùa hè này và không tham dự chuyến dự đấu châu Á và Australia vì lý do gia đình. Anh chỉ chơi 45 phút trong trận giao hữu trước mùa giải của Man United gặp Rayo Vallecano. Với thời gian thi đấu hạn chế đó, Ronaldo được cho là thua kém đồng đội về mức độ thể lực. Anh đã bị rút khỏi sân sau hiệp 1 với trận đấu Rayo Vallecano và có những tranh cãi với huấn luyện viên Erik ten Hag. Nhưng với việc Martial hiện đang bị chấn thương, thuyền trưởng của MU sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng. Và Ronaldo đang cố gắng gây sức ép bằng hành động của mình trên mạng xã hội khi anh đăng một bài đăng trên Instagram Story của mình vào tối thứ bảy. CR7 đã đăng một bức ảnh của chính mình từ trận hòa với Vallecano với lưng áo về phía máy ảnh. Anh kèm theo dòng chữ sẵn sàng xuống dưới bên tay trái cũng như những biểu tượng cảm xúc đầy tích cực. Bài đăng dường như là một gợi ý rõ ràng cho Ten Hag rằng Ronaldo muốn đá chính ở trận gặp Brighton. Đây sẽ là một áp lực rất lớn lên Ten Hag. Ông sẽ phải quyết định xem có cho ngồi dự bị một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay không. Mặc dù chính anh đã tuyên bố rằng anh đã sẵn sàng để góp mặt. The Mirror tiết lộ, Ronaldo đã nói với Ten Hag rằng anh hoàn toàn khỏe mạnh để ra sân. Các nguồn tin tại sân tập Carrington đã mô tả Ronaldo rất hăng hái trong các buổi tập vì anh muốn ra sân ngay từ đầu. Chelsea thanh lý tiếp 6 cầu thủ. Sau khi chia tay một loạt cầu thủ tên tuổi, Chelsea vẫn muốn thanh lý thêm 6 cái tên nữa với những dấu hiệu rõ ràng. Chỉ trong vài tuần, Chelsea đã nói lời tạm biệt với Lukaku, Rodriguez, Christensen. Tuy nhiên, số lượng cầu thủ chưa đạt yêu cầu chuyên môn của The Blues vẫn còn rất nhiều. Theo đó, có tới 6 cầu thủ trong đội 1 không được Chelsea đăng ký vào danh sách số áo cho mùa 2022-2023, qua đó làm tăng khả năng họ sẽ sớm bị đẩy đi. Nổi bật nhất trong số này là Ross Bankley và Michael Batshuayi. Cặp đôi này từng tiêu tốn của The Blues tới 50 triệu bảng để mang về nhưng lại không đáp ứng được kỳ vọng. Batshuayi đã bị cho mượn ở 4 câu lạc bộ, riêng Crystal Palace là tận 2 lần. Bankley thì cũng từng phải chuyển sang Aston Villa để kiếm cơ hội ra sân. Ngoài hai ngôi sao thành danh này, Chelsea còn không đăng ký số áo cho Eden Amamdu, Kennedy, Billy Gilmore và đặc biệt là Levi Colwill, người nhiều khả năng là một phần trong bản hợp đồng đưa Mark Cucurella về Stamford Bridge.